Nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. Nó nội tải về cái là nó tự động diệt virus luôn mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, lấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy hả? Ừ, chúng ta chỉ có 500. Làm luôn á nội. Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con ha. Dạ. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tao bụng. Dạ. Rét nha. Dạ dạ. Nội cảm ơn trước. Bây giờ á, nó cầm cái micro, nó nói OK YouTube là nó sẽ hiện ra YouTube. Thử đi nội. Hư quá. Bộ. OK YouTube. Trời ơi, chết rồi. Bị cái gì luôn rồi? Sao đem thua vậy? Tại vì nội nói mạnh quá, nó văng nước miếng vô cái micro, cái nó chạm mạch, nó hư máy luôn rồi. Nói mạnh quá văng nước miếng hả? Đúng rồi. Rồi nó ảnh hưởng gì? Nó hư cái trái cái máy rồi, nội có biết là nước miếng trong miệng nội văng vô máy xong nó biến thành virus, nó hư cái máy luôn. Đúng rồi, nội có biết virus rồi. Ừ, miệng chúng ta dơ lắm nội biết không? Bị vi khuẩn không hả? Ờ, vi khuẩn trong miệng nó bay vô đây nó biến thành virus banh máy rồi. Trời ơi, nó thấm vô lẹ gì hả? Đúng rồi, hư mất tiêu rồi. Truyền nhiễm vậy, vậy sao giờ tự nhiên mới mua gì mà nó hư con? Thì đó. Giờ mai mốt là nói gì nó bị hư hoài sao? Thì bởi vậy mai mốt nội có xài máy tính, nội nhớ bịt khẩu trang vô nha. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Đúng rồi, chứ văng nước miếng vô vậy đó. Vô đi. Cái gì đó hai đứa? Dạ, ba mẹ ơi, cái laptop này nó chậm quá rồi, giờ làm sao vậy? Mẹ mua máy mới cho tụi con đi. Mua máy mới cái gì? Hai đứa con vệ sinh máy lại đi. Con kiểm tra hết rồi, nhưng mà tại cái máy này nó từ thời năm 1900 hồi đó rồi mà. Thì bây giờ những cái thư mục nào cũ quá thì tụi con xóa đi, không thôi là chuyển hết qua ổ đê, vậy là được chứ gì? Dạ, tụi con cũng chuyển rồi, nói chung là tụi con làm hết cách rồi mẹ ơi. Máy cũ mà muốn nó mạnh lên á thì chỉ có một cách, thay RAM, thay cạc màn hình, xong. Nghe ba nói gì không? Dạ, nhưng mà con cũng làm hết mấy cái đó rồi ba. Mẹ, con nghe nói có mấy cái loại laptop mới ra mẹ. Thằng Long nó mới mua một cái đã lắm, có nhiều tính năng lắm mẹ, xịn lắm. Đúng rồi mẹ. Mua cái đó nha mẹ. Xịn cực kỳ luôn, chơi game cực đã luôn. Học bài cực nhanh luôn á mẹ. Đúng rồi mẹ, search cái ra liền luôn mẹ. Dạ. Không cần thiết lắm. Cái laptop này còn xài được mà, chỉ cần thay RAM, thay cạc màn hình thì cũng học bài cực đã, chơi game cực đỉnh luôn á. Nghe ba nói gì chưa hả? Hai đứa cứ về làm những cái gì ba nói đi, còn nếu mà không được nữa thì nói ba, ba qua ba coi cho. Ok? Dạ. Ok không? Dạ. Dạ. Thấy chưa, anh biết là không có được mà. Mình ơi, Minh, con. Để suốt ngày xài cái máy laptop cũ sao ta? Lèm bèm. Sao nổi? Con giúp nội coi, gì đó tải phần mềm diệt virus gì đó. Dạ, à diệt virus trong điện thoại đúng không nội? Ờ, sao nó để nó khỏi đứng hình mà làm cho tốc độ nó nhanh nhanh. Dạ đi. Rồi 200 ha. Cái này chắc 200 ha. Ờ. Nè. Đây. Ở đi. À, trời ngon nghe. Dạ nội ơi, ở trên chợ ứng dụng á, nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. À. Nó nội tải về cái là nó tự động diệt virus luôn mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, lấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy hả? Ừ, chúng ta chỉ có 500. Làm luôn á nội. Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con ha. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tao bộ. Dạ dạ nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn trước. Lẹm bẹm, học hành đi rồi lẹm bẹm. Chưa về một nửa coi. Anh này mắc cười à, công sức của anh chứ bộ. Giờ anh có đưa không? Anh đưa đúng không? Nội ơi, nó hai nãy lượt nội rồi. Thằng này. Nè. Mày 200, anh 300. Một nửa mà. Mày nhỏ hơn. Ông nội ơi. Ê. Thối lại cho anh 50. Em không có tiền. Vậy lát rồi phải đưa lại anh á. Ông nội, ông nội. Nhả luôn 50 đi. Có tiền là vui quá. Mà anh có thấy là tiền ông nội không biết gì công nghệ hết không? Mày mắc cười vậy.
thì người ta già, người ta không biết rành gì công nghệ là đúng rồi. Ê, hay là mình dụ ông nội mua laptop mới đi. À, được đó. Đi 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 đi. Trong trong bữa khẩu. Đi lớp. Nội ơi, ăn dưa rồi nội. Dạ. Cầm tay với đút cho nội chứ. Dạ. Đây nè. Ngon nội. Dưa của tự tay cắt luôn á. Tự tay cắt. Có đứt tay không? Dạ không, tụi si. Nội ơi, cài xong cho nội nè nội. Ờ, đâu? Dạ. Tốt quá, hay quá. Ăn miếng nữa rồi nội. Trời ơi. Ngon không nội ha? Nội ơi. Đâu? Hay là gia đình mình mua laptop mới đi nội. Ủa? Ở trong phòng laptop có 1 cái rồi. Mấy đứa con cũng có 1 cái rồi, mua chi nữa con? Ờ, cái đó nó cũ rồi nội. Cũ hả? Mình mua 1 cái mới đi, nó sẽ giúp cho nội rất là nhiều. Rất nhiều hả? Thử thí dụ coi. Đúng rồi đó nội. Cái laptop mới của mình nó sẽ nhanh hơn cái cũ rất là nhiều. Coi phim nè, lướt web nè, có nghe nhạc đã lắm. Nội, mà nội chơi chứng khoán đúng không? Nội mua cái laptop mới đi, con sẽ chỉ cho nội. Tại nó có 1 cái phần mềm mà mình tải về, xong rồi mình quản lý chứng khoán đã lắm nội. Không có cần tới ba nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy giờ chứng khoán được luôn hả? Dạ, đánh đâu thắng đó luôn. Vậy hả? Đúng. Lúc đó mà... nội sẽ không cần hỏi ba nữa. Ừ. Mà nội sẽ làm một chuyên gia chứng khoán. Nhưng mà nè, hai đứa á, nội đâu biết xài vi tính đâu mà mua laptop sao biết xài. Nội, cái mẫu hiện tại mà con giới thiệu cho nội là nó dễ dùng nhất rồi đó nội. Dễ dùng hả? Ờ, nó còn có chức năng mới là nhận diện giọng nói nữa. Dạ, đây ví dụ rồi, con ví dụ cho nội nè. Đó, ví dụ như cái điện thoại con là đời mới nè. Ừ. Cái laptop nó cũng sẽ giống như vậy. Ừ. Nó coi này nha. Ừ. Ok, Google. Hiện ra không? Đó. Hồi hồi. Google liền. Google hiện ra liền. Nội thích cái gì nội nói vô là nó hiện ra hết. Phim có không? Dạ có, phim luôn. Ok, một bộ phim vậy nói sáng sáng sớm đúng rồi. Hay quá, ra liền vậy hả? Nội con nghĩ đi, mua cái máy mới đó đi, đã lắm, nó thông minh lắm. Thông minh lắm hả? Những gì lắm rồi nội. Ăn miếng nữa rồi nội. Cái này lạ đó. Dạ. Rất vui lúc nội. Ngon thương nội nhất nè luôn á. Nội hay thương hai đứa con lắm á. Vậy bây giờ mình mua cái máy đó nha nội. Mua hả? Dạ. Cái giá nó không ấy đâu. Rẻ không? Tại vì bình thường là nó mắc, nhưng mà nó đang có chương trình khuyến mãi á nội. Bây giờ mình mua liền đi, chậm chân thì còn. Nhanh nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Mua phải mua liền tay nội ơi. Liền tay. Alo. Gì vậy? Anh ở cửa hàng bán máy vi tính không anh? Nè nói nè nói nói. Anh chờ máy nội. Dứt liền đi nội. Mua luôn, mua luôn. Alo, dạ anh bán máy vi tính hả? Dạ. Anh cho tôi hai học một cái máy vi tính đời mới nhất nhé. Dạ. À, địa chỉ cháu tôi sẽ báo ra. Dạ. Cảm ơn. Rồi rồi, báo địa chỉ nha. Dạ thôi, để tôi có gì tôi con canh nhận giùm nội nha ông nội. Nhẹ tay. Nó chạy bây giờ. Em nào một cái. Em mở đi. Em. Bữa mình lỡ nói dối với ông nội cái vụ mà phần mềm diệt virus rồi. Bây giờ ví dụ mua cái máy này lỡ ông nội phát hiện ra rồi sao? Thì thôi chứ sao. Anh phải chịu trách nhiệm chứ. Anh là người đầu tiêu ra mấy cái ý tưởng đó mà. À, hay là bây giờ hai đứa mình làm sao cho ông nội sợ cái laptop này, cho ông không dám lại gần cái laptop luôn. Như vậy cái laptop sẽ thuộc về chúng ta. Yes. Oh, xài laptop à thì mình có thể xách đi đâu cũng được mà không ai làm cho mình bực mình nữa. Ông ở trong phòng hả ông? Ông à. Cái gì vậy? Tôi tưởng bà đi rồi. Nãy giờ tôi ở trên sân thượng, ông làm cái gì vậy? À? Trời ơi! Ôi, bây giờ thì mình có thể xài được hết mọi thứ. À, mình có thể xem áo tắm, xem hoa hậu.
sao? Bây giờ có chương trình nhận dạng được cái giọng nói rồi thì làm bất cứ cái gì mà không được. Con, mở cái chương trình Wow áo tắm á, bikini cho ông coi đi. Nhớ chứ nhé. Phải như vậy chứ, như vậy mới được chứ. Đẹp quá trời quá đất ăn. Thấy nó hiện đại ghê không? Xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Bây giờ á, nó cầm cái micro, nó nói OK YouTube là nó sẽ hiện ra YouTube. Thử đi nội. Mới quá, bộ. OK YouTube. Trời ơi, chết rồi, bị cái gì luôn rồi. Sao đem thua vậy? Tại vì nội nói mạnh quá, nó văng nước miếng vô cái micro, cái nó chạm mạch, nó hư máy luôn rồi. Nói mạnh quá văng nước miếng hả? Đúng rồi. Rồi ảnh hưởng gì? Nó hư cái trái cái máy rồi, nội có biết là nước miếng trong miệng nội văng vô máy, xong nó biến thành virus, nó hư cái máy luôn. Đúng rồi, nội có biết virus rồi nội. Từ miệng chúng ta dơ lắm, nội biết không? Bị vi khuẩn không hả? Vi khuẩn trong miệng nó bay vô đây, nó biến thành virus, banh máy rồi. Rồi nó thấm vô lẹ vậy hả? Đúng rồi, hư mất tiêu rồi. Truyền nhiễm, vậy sao giờ tự nhiên mới mua gì mà nó hư con? Thì đó. Giờ mai mốt là nói gì nó bị hư hoài sao? Thì bởi vậy mai mốt á, nội có xài máy tính á, nội nhớ bịt khẩu trang vô nha. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Đúng rồi chứ, văng nước miếng vô vậy đó. Mà con nghe nói là sửa máy này là chậm nhất là mới một tháng á. Trời ơi, người ta bệnh tôi uống thuốc 3 ngày, 5 ngày kháng sinh là hết rồi. Con này gì vi khuẩn không mà sửa tháng. Vi khuẩn máy tính nó phức tạp hơn vi khuẩn vô con người nữa ơi. Vậy mình bơm thuốc kháng sinh vô cho nó đi. Không có được, nội thôi bây giờ con để con ráng con sửa cho nội nha. Trong thời gian nhanh nhất hả? Dạ, trong thời gian nhanh nhất. Mới bu gì hư trời. Ừ, nội đừng có ấy, thôi đi. Khẩu trang hả? Bữa sao bịt khẩu trang cho nội. Nhớ nha nội, mốt phải cẩn thận hơn nha nội. Gì kỹ trời, đồ điện tử trong nhà nội phá hư hết rồi. Phức tạp quá. Nói mốt mình phải cẩn thận, nói nhỏ thôi. OK. Dặn nước miếng vô chết. Cẩn thận. Xong. OK, cho tôi xem hình hoa hậu. OK, cho tôi xem hình hoa hậu ở biển bikini. Hoa hậu ở biển bikini. Kỳ vậy? Bikini. Ủa nội? Nội làm gì vậy nội? Nội có gì? Không có gì đâu. Đợi coi sửa xong chưa, nữa kiểm tra. Nội làm sao mà hư cái máy tính luôn rồi. Ủa sao hư con? Nó bị hư nữa kìa nội. Ủa nội đâu có làm gì đâu hư. Nãy giờ nội có nói gì vô không? Có. Trời ơi, nội làm hư cái máy luôn rồi. Đâu có, nội đâu có làm gì đâu, đâu có gì, nước miếng gì đâu. Rồi nội có lặp đi lặp lại không nội? Có một lần. Thì nãy chưa con biết ngay mà. Trời ơi nội ơi, cái máy này là nó rất là nhạy cảm với cái giọng nói của mình nội, mà không biết cách xài là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm sao con? Nó có thể nổ luôn á nội. Đúng rồi nội. Nguy hiểm dữ vậy. Dạ nội phải hiểu á, cái máy này nó dùng rất là nhiều năng lượng của cái máy để nhận diện cái giọng nói của nội, tại nó rất là tinh vi. Nó mà nội mà cứ lặp đi lặp lại vậy đó, cái máy này nó sẽ dùng hết toàn bộ RAM rồi toàn bộ cái năng lượng của nó phân tích, thì nó phân tích bị lặp đi lặp lại hoài, nó không còn đủ bộ nhớ để nó phân tích nữa, cho nên là nó bị nóng giống như con người bị sốt, là nó nổ máy luôn. Đúng rồi nội, nổ cái máy luôn. Dạ đó, bây giờ nội đã hiểu chưa? Nếu như mà mình xài không khéo sẽ là mất điện luôn cả thành phố đó nội. Cái gì ghê vậy? Đúng rồi nội, mất điện như thành phố luôn. Mất điện như thành phố? Dạ. Cái gì khủng khiếp vậy? Cái chuyện này đã từng xảy ra bên Lào rồi nội. Đúng rồi nội. Dạ. Trời ơi, mất điện thành phố, người ta đền mình chết à. Dạ, bây giờ hư máy luôn rồi nội ơi. Giờ sao con? Sửa giùm nội đi con. Sao giờ Mẫn? Em không biết nữa, anh coi ráng sửa giúp nội coi. Thì bây giờ anh phải tìm cách anh sửa chứ, bây giờ biết sao giờ nội. Chứ cái này là sửa chắc phải mất cả mấy ngày nữa đó. Mấy ngày hả? Dạ. Ủa, con ra sửa lẹ lẹ con ha. Dạ. Thôi để con nói anh hai đáng tìm cách sửa giúp nội nha. Thôi giúp nội đi. Thì tối nay con tập trung hết toàn bộ thời gian con sửa cho. Rồi cái máy. Thôi anh hai ráng sửa giúp nội nha anh hai. Trời ơi,
Ây da, gì mà rắc rối dữ vậy trời. Tưởng ngon bây giờ nó mệt à. Sao mà giống mua trái bom nổ chậm gì quá vậy trời. Ây da. Nè, ông chơi gì mà ông vui vậy? Hôm trước á, tôi nhờ mấy đứa trong nhà nè à, nó cài cái chương trình diệt virus. Trời ơi, bây giờ nước nhẹ nhàng mà quá đi. Nè, tôi bữa hôm cũng đem lên cái chỗ mà làm điện thoại nó làm cho tôi nè, nó cài cho tôi nè ông. Trời ơi, nó có dạy. Vui gì vậy? Ra tiệm chiêu tốn tiền mấy đứa cháu mình nó làm ngọt ơ. Tốn tiền đâu tốn tiền, bữa hôm đi ra ngoài tụi nó cài miễn phí. Cái chương trình này cài miễn phí mà tốn tiền gì? Miễn phí. Miễn phí. Ê ê, đây hai đứa. Hai đứa à, cái diệt phần mềm virus gì đó người ở tiệm người ta làm đâu có tốn tiền. Tại sao lý của nội mấy trăm ngàn là sao? Dạ. Dạ. Nội à. Gì? Ờ, thiệt gì ra thì mấy cái kia nó miễn phí thiệt, nhưng mà làm sao nó bằng mấy cái mà tính phí con tải cho nội được. Cái mà tính phí hiện tại con tải cho nổi là đang là hiện đại nhất á. Phải không? Dạ. Đừng có lẻo miệng nha. Anh hai con nói đúng á nội. Mấy cái phần mềm miễn phí đó sao bằng mấy cái tính phí mà tụi con cài cho nội được. Phải không? Đúng rồi nội. Nội thử chọn ơi, nước suối, nước giếng nội chọn cái nào? Ủa nước suối chứ. Đó. Nhưng mà bây giờ nước suối nó toàn lấy từ nước giếng không mà nội. À, nhưng mà nó cũng phải qua cái nhà máy lọc á nội. Thì tính phí là chỗ đó đó. À, nè. Đừng có gạt nội lần nữa nghe. Dạ. À, rồi bỏ qua cái chuyện đó đi. À, còn cái laptop. À, cái laptop làm cái gì mà nó hư gì nước miếng văng vô rồi nó nổ rồi nó mất điện cả thành phố. Gạt nội hả? Trời ơi, nội không tin á thì nội cứ qua xài lại thử coi rồi mất điện cả thành phố đừng đổ thừa tụi con á. Ờ. Nội. Hả? Nội không nhớ câu chuyện ở bên Lào á nội. Sao? Dạ, cái ông đó làm nổ laptop mất điện cả thành phố phải đi tù luôn đó. Trời ơi, đi tù đi hả? Nội không tin để nội qua xài thử đi. Dạ, nói chung là nguy hiểm lắm nội ơi. Phải không? Dạ. Thì hai đứa đừng gạt nội phát hiện là chết đó nha. Bây giờ nếu như họ không tin thì thôi để cho nội cứ qua nội. Thôi. Nội qua nội thử đi. Thôi được rồi. Nội tin. Nhưng mà gạt nội là chết á. Dạ. Chưa. Mém tí ngày mai đăng báo là người đàn ông làm mất điện cái thành phố. Ồ, phải đi tù. Ôi hên muốn chết luôn. Ôi nội. Sao giờ này mấy đứa nhỏ đi đâu chưa về nữa trời. Ờ, tiếc là kỳ cục. Ủa ông đi đâu vậy? Ờ, ngủ không được. Thôi bà ngủ với nó đi, bà chơi với nó đi. Ôi nghĩ sao mà đưa cho nhỏ chơi cái này rồi nó nhỏ rồi gai xa coi. Ê, đau con cha. Rửa gì cũng sạch vậy vậy. Nãy ăn xong rửa đi. Giờ em ăn mà anh rửa được không? Không. Không không. Cái gì? Sao xạo. Làm cái gì mà có chuyện. Mai cho xíu gì. Cúp điện cả thành phố. Cho tôi xem áo tắm. Được không? Rồi, kiểm tra kỹ rồi. Trời, cũng bị cái thằng hố à. Sau đây là bản tin 247. Tối qua, khu vực quận Bình Thạnh đã xảy ra cúp điện toàn quận. Tuy thời gian mất điện không dài, chỉ khoảng 20 phút. Qua nhà mình cúp điện hả? Sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Bà đi gặp bên trả bằng keo. Mình có bệnh không? Hôm qua nhà mình cúp điện hả ba? Trả bằng keo thôi, chứ không có ý gì đâu. Cũng sao cha con tôi nói chuyện hợp dữ vậy cha? Cho tôi coi áo tắm đây.